Okay, go. Chào quý vị, chào một ngày buổi sáng. Hôm nay đang ở một cái thành phố của Bonita rất là dễ thương, gió nhẹ nhẹ. Mà sao chúc quý vị có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mà sao chị muốn đến để share quý vị một cái hoa quả mà nó làm cho mình sẵn sàng hết. Thì cá nhân mà sao thật sự đã uống trên một năm rồi, thấy sức khỏe tốt, tập trung hơn, tinh thần vui vẻ, cho nên là cái này chị muốn chia sẻ đến quý vị thôi. Thì cái này gọi là gì? Gọi là Zeal, là Zuvida. Thì what is Zeal? Zeal có nghĩa là nó có những cái cây hoa quả, từ sâm, từ aloe vera, từ nghệ, từ những cái berry, họ đã gọi là làm cho thành bột. Rồi khi nào mình cần uống thì mình chỉ bỏ nước vô mà uống. Mà sao đã từng làm bao nhiêu smoothie rồi quý vị, tốn thời gian, tốn công sức, tốn tiền nữa mà cũng không có gọi là uống đầy đủ. Cho nên thì mà sao thấy cái điều này, cho nên muốn chia sẻ với VNTV để có thể cho quý vị có được cái cơ hội ăn uống sức khỏe tốt, mà cũng làm cho cái cuộc đời mình nó vui hơn, mạnh khỏe hơn. Họ có làm một cái nghiên cứu là cho những người có thể là trầm cảm hay là lo sợ sệt đó, uống cái này 2 chai mỗi ngày trong vòng 2 tháng thì họ biết là những cái triệu chứng được giảm xuống liền. Đó, cho nên đây là một cái điều mà sao muốn chia sẻ với cộng đồng, để những ai cái này hoàn toàn là hoa quả, nhưng mà sao nói hoàn toàn là cây ăn trái, họ chỉ biến nó thành bột để khi nào mình cần thì mình bỏ nước nó vô. Đặc biệt là nó có gạo lứt ở trong đây để mình uống, mình cũng cảm thấy có cái năng lượng thêm nữa. Đó là những gì mà sao muốn chia sẻ đến quý vị, cho quý vị có một ngày đầy sức sống, vui vẻ và mạnh khỏe. Xin cảm ơn, bye bye. Michelle ơi, nếu mà muốn có được những cái nước này thì liên lạc như thế nào? Thì quý vị có thể gọi đến Michelle. Michelle ao ước có thể tặng. Chỉ có cái là phải tốn tiền shipping thôi nha. Chứ còn ngoài ra quý vị có thể có được khoảng 5 ngày để thử. Ok, rồi. Số điện thoại Michelle. Số điện thoại của Michelle là 619-405-7794. Hoặc quý vị có thể vô thẳng cái website của Michelle, michelletambaoan.com, là quý vị có thể thấy tất cả những chi tiết này, michelletambaoan.com. Như vậy nha, cảm ơn chị. Ok rồi, bye bye. Cảm ơn Michelle. Dạ. Yeah. Được không?